Vâng, em chào cô bác và anh chị nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị lô đất bán mặt tiền đường nhựa gần ngay trung tâm trường chợ cấp 1, cấp 2, tỉnh lộ 725. Đây, tỉnh lộ 725 mình có thể nhìn thấy đây nhá. Đó, từ đây chạy ra tới ngoài tỉnh lộ 725 thì nó rơi vào tầm có 200m thôi. Nó ngoặt ra gần đây hơn này. Đó, cái khúc đấy là khúc xa rồi. Thì ra tới đó thì nó rơi tới trường này này, trường cấp 2 này, thì nó rơi vào tầm khoảng 500m nha các bác. Đó, ngay trung tâm đông dân cư ngay ở chỗ này luôn. Thì chỗ này mình có là tiền đường nhựa. Đây, đường điện đây. Đường điện của mình là chạy dọc đường đây. Đủ mọi tiện nghi chung quanh hết, chung quanh nha các bác. Ở đây các bác nào thích ăn bánh xèo, cháo vịt đây. Đó, thì ngay đối diện đất của mình luôn. Đó, thì đất của mình bắt đầu từ cái cây cột điện này đây, ôm một vòng qua tới bên kia đây. Đây, cái cây cột bê tông đây thì nó được, và chạy sâu của nó là 85m luôn. Đất của mình thấy dương cao luôn nha các bác. Để mà chạy lên trên thấy dương cao rất là đẹp. Thì cái lô đất này khá là rẻ nha các bác, mình có thể đầu tư được nếu các bác có thể mua hết, tại vì nó có một sổ luôn và nó có sẵn là. Và cái view cũng rất là cao, càng lên cao nữa view càng thoáng nha. Đất của mình thấy cao mà. Đó, thì cái lô bên cạnh đây người ta đã bán là 120 triệu trên 1 mét rồi. Có chỗ 130 triệu và có chỗ 150 rồi các bác. Ngay phía bên trên này này. Đó, mình có thể đầu tư. Các bác nào tài chính vừa phải thì có thể mua được nha. Trên đất mình có những cái cây bơ này. Đó, hiện tại là cỏ nó mọc khá là nhiều rồi. Lô đất của mình càng lên cao thì càng thoáng, đất thế dương. Và cái hướng này là hướng Tây Bắc nha các bác, hướng Tây Bắc. Đấy, cái view của mình thì rất là thoáng nhá, càng lên cao thì càng thoáng thôi. Ngay lô bên cạnh đây, người ta có răng dây đây này các bác, răng dây trắng trắng này. Đó, thì nó có 20m, người ta đang bán 120 triệu 1 mét rồi. Thì bên này người ta có bán là chỉ là 80 triệu 1 mét thôi. Và mình có sẵn là lô bên cạnh là 120 mét là chưa có thổ cư đâu. Còn lô này thì mình có sẵn là đó. Đó, em lên phía trên này, view thoáng cực kỳ luôn. Chạy sâu là 85. Đây, các bác có thể xây nhà trên này. Đó, ngay gần trung tâm trường chợ ngay ngoài này luôn. Đây, trường cấp 2, chạy xuống tí nữa là trường cấp 1, chạy xuống tí nữa là trường mẫu giáo. Đó, trung tâm tiện ích thì ngay ngoài này. Ở đây vì view toàn bộ này, ôm một vòng view này. Đấy, phát bỏ chỗ cỏ này đi, hay là những cái chỗ này thì bị che nấp của những cái cây rồi. Rất là đẹp nha. Trên này thì mình đứng rất là bị đẹp. Đó, giá này còn rất là phù hợp cho bác nào đầu tư nha. Đầu tư phân lô tách thửa cũng được. Thì cứ mỗi một sổ mình tách ra 30m, mình tách ra là 3 sổ cũng được nha. Hiện tại người ta cũng đã cho tách thoải mái rồi. Đó, miễn sao mình có thổ cư là tách là rất là dễ dàng. View rất là đẹp luôn. Chạy sâu là 8 năm, mình cũng được cái chiều sâu nữa. Mua để đó lâu dài, hoặc mua cho con cháu, hoặc mua để nghỉ dưỡng. Rất là đẹp đấy. Khu vực tiện ích là đường điện, dây mạng xung quanh là cũng đã đầy đủ hết rồi nha. Mặt tiền đường nhựa nữa. Đó, view cao thoáng nữa. Đó, nói chung đầy đủ hết những thứ mình muốn nha. Mỗi tội là đang thiếu cây trồng thôi. Thì các bác có thể trồng thêm cây ăn trái vào. Được, có đang có vài cây bơ thôi. Đó, vài cây bơ này. Cái giải đất của mình là đất thịt của đây, đất thịt đây. Toàn bộ là đất đỏ ba gian hết nha. Không đá, không gì hết. Đất thịt rất là tốt luôn. Đấy, trời cũng mưa rồi. Thì các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nha. Giá chỉ có 80 triệu trên 1 mét ngang thôi. Thổ cư sẵn, mặt tiền đường nhựa liên thông, nối liền ra tới tỉnh lộ 725.
Đó, các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em. View cao thoáng, gần trung tâm trường chợ. Bên cạnh đây là người ta bán là 120 triệu một mét đây. Đấy, cắm dây này. Đó, chạy qua bên kia là 20 mét, 120 triệu một mét. Bên trên thì 130, trên nữa thì nó lại 150. Có lô của mình là rẻ nhất, em đăng lên là 80 triệu một mét. Mặt tiền đều nhựa hết. Đó, mặt trời bắt đầu mưa. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.